Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Tip Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây, thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Manchester United đang đối mặt với một tình huống khá oai oăm. Đấy là mục tiêu theo đuổi thì không đến mà trụ cột thì ngấp nghé muốn đi. Đó chính là hoàn cảnh tồi tệ nhất mà một đội bóng gặp phải trong kỳ chuyển nhượng. Thường thì kể cả những đội bóng nhỏ xác định rằng không thể giữ nổi trụ cột thì họ vẫn biết cách để chuẩn bị cho mục tiêu thay thế. Còn MU lúc này lại hoang mang cả trong lẫn ngoài. Ở bên ngoài, họ mới chỉ mua được Aaron Wan-Bissaka và Daniel James, và đó là những bản hợp đồng như ma túy đá cho con bệnh MU suốt một giải vừa qua. Trong khi các mục tiêu bom tấn như Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Gareth Bale hoàn toàn không vọng động. Còn ở bên trong, họ đối mặt với tình cảnh sẽ mất đi bộ ba quan trọng trong lối chơi là Romelu Lukaku, David De Gea và Pogba. Inter rất nghiêm túc trong việc mua Lukaku, đó là điều cả thế giới đang nhìn thấy. Vấn đề là Manchester United có vẻ như không muốn bán cầu thủ bị cộng đồng mạng gọi là nghệ sĩ nhân dân này. Quyết định giữ Lukaku cũng như quyết tâm giữ lại Pogba hay De Gea. Và như đã biết, Pogba là mục tiêu được Real Madrid theo đuổi, còn De Gea lại là người mà PSG sẵn sàng trả mức lương 400.000 bảng một tuần, mức thù lao De Gea yêu cầu để gia hạn với MU. Rõ ràng nhìn qua tình hình này, chính ba cầu thủ kia mới là những người nắm dao đằng chuôi trong việc đi hay ở. Câu hỏi đặt ra, Lukaku, De Gea và Pogba nên giữ hay nên bỏ? Cái giữ Lukaku ở lại Old Trafford có lẽ là thứ xúc cảm khá kỳ lạ của ban lãnh đạo MU và các fan của đội bóng này. Họ không muốn chấp nhận sự thật rằng tiền đạo trị giá 75 triệu bảng của họ là một cái hề, và càng không chấp nhận chuyện vì một đội bóng nước Ý đến gõ cửa mang đi, giống như một cô gái không yêu nhưng vẫn thích sở hữu vậy. Chứ đặt Lukaku tại Ruud van Nistelrooy, siêu tiền đạo của MU trong quá khứ thì chỉ như quả đen so với Phượng Hoàng. Trường hợp Pogba và De Gea thì khác, thứ lăn tăn trong việc giữ hay bỏ là vì đẳng cấp của hai cầu thủ này quá cao và là đồ hiếm trong làng bóng đá bây giờ. Tuy nhiên, chuyện Pogba là nằm ở cái đầu chứ không phải là đôi chân. MU cho thấy họ không có khả năng sai khiến Pogba, còn với De Gea, không phải vì De Gea làm loạn mà MU đang phải trả giá cho mức lương của Alexis Sanchez. Để có được Sanchez, họ đã phá vỡ bộ khung lương của cả Premier League và giờ họ phải trả giá đầu tiên. Trách De Gea đòi hỏi, nhưng lỗi do MU đã sai chiến lược trước. Tóm lại, với Lukaku và Pogba thì nên chia tay. Còn với De Gea, người đã ở bên cạnh Manchester United trong thành công và sóng gió hơn 7 năm qua thì nên giữ lại và giao cho chiếc băng đội trưởng. De Gea xứng đáng được tưởng thưởng vì tài năng và lòng trung thành. Vấn đề như ta đã thấy, ban lãnh đạo MU luôn có quyết định trời ơi đất hỡi. Ví dụ như nuôi báu cô Sanchez, mầm mống của các cuộc biểu tình tăng lương, không gia hạn với Ander Herrera nhưng gia hạn với Phil Jones chẳng hạn. Bởi vậy, nếu tháng 8 ta thấy MU giữ Pogba và Lukaku còn chia tay De Gea vì họ thích vậy. Khi Manchester United thất bại ở mùa giải 2018-2019, tất cả đã nói về một kỳ chuyển nhượng để thay đổi, nhưng giờ họ đang đối mặt với một bài toán nhân sự rộng khắp. Xin khẳng định, cuộc khủng hoảng của đội bóng này đã diễn ra ngay từ mùa hè, chứ không còn phải đợi đến khi mùa giải mới khởi tranh nữa. Và huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nếu không nhận thức rõ sự việc để giải quyết vấn đề, thì tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn dự kiến.
Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.